các mẫu đá vũ trụ được NASA đem về trái đất nửa thế kỷ trước tiết lộ thêm điều bất ngờ về quá khứ của thiên thể, được cho là hai lần có sự sống. Từ lâu, các nhà khoa học vẫn tin rằng mặt trăng của trái đất vốn nhỏ hơn so với nhiều mặt trăng của sao Mộc, sao Thổ, vân vân, sẽ không đủ kích thước để có từ trường của riêng nó. Nhưng các mẫu đá mặt trăng được các phi hành gia tàu Apollo của NASA thu thập 50 năm trước đã chứng minh điều ngược lại. Phát hiện được cho là gây bối rối cho giới khoa học vừa được công bố bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Brown ở Rhode Island. Theo tờ Daily Mail, kết quả phân tích cho thấy các viên đá này phải được hình thành trong môi trường có từ trường mạnh. Chính các nhà khoa học trái đất vẫn dùng dữ liệu cổ từ trong đá để tìm hiểu về lịch sử của từ quyển trái đất, nên bằng chứng từ đá là hết sức đáng tin cậy. Họ cho rằng mặt trăng sơ khai đã tự tạo ra từ trường không liên tục nhưng mạnh mẽ trong hoạt động địa chất sơ khai của nó, trước khi hóa thành một khối đá đông đặc như hiện nay. Trong quá khứ đó, mặt trăng có một đại dương magma khổng lồ giống như trái đất trong liên đại hỏa thành. Bên trong đại dương đó, những tảng đá khổng lồ chìm qua lớp phủ lỏng tạo ra từ trường. Điều này hình thành trong vòng 1 tỷ năm đầu tiên. Đây là một phát hiện quan trọng bởi từ quyển được coi là lớp áo giáp của mỗi hành tinh, điều kiện cần để sự sống trên một thiên thể được bảo vệ nếu nó may mắn ra đời. Từ quyển được tạo ra bởi từ trường mạnh mẽ của trái đất là một lớp áo giáp sự sống cần thiết mà những lần nó suy yếu thường liên quan đến đại tuyệt chủng. Trước đó, một nghiên cứu công bố trên Astrobiology năm 2018, tác giả là nhóm các nhà sinh vật học vũ trụ của Đại học bang Washington, Mỹ và Đại học London, Anh cho thấy mặt trăng đã có thể xuất hiện dạng sự sống sơ khai tương tự vi khuẩn lam của trái đất tới 2 lần, nhưng sau đó bị tuyệt chủng vào khoảng 4 tỷ năm trước và 3,5 tỷ năm trước. Ngày nay, mặt trăng của trái đất gần như không có bầu khí quyển. Tuy nhiên, nó có thể đã có một bầu khí quyển khá dày cách đây 3 tỷ đến 4 tỷ năm, khi các vụ phun trào núi lửa phun ra những đám mây khí khổng lồ trên bề mặt mặt trăng. Công trình sử dụng rất nhiều dữ liệu từ các chuyến du hành mặt trăng do con người và robot thực hiện trong những năm qua. Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng vững chắc cho thấy, từ khi mặt trăng mới hình thành vào 4 tỷ năm trước, nó đã sở hữu nước dạng lỏng và các điều kiện để phát triển sự sống. Trong các mẫu đá mà sứ mệnh Apollo mang về, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về carbon monoxide, hydro và oxy là hai thành phần tạo ra nước, lưu huỳnh và một số loại khí dễ bay hơi khác. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các loại đá để tính toán thời điểm xảy ra các thời kỳ mạnh nhất của núi lửa mặt trăng và kết quả cho ra là khoảng 3,5 và 3,8 tỷ năm trước. Trong hình là chuỗi thời gian của bề mặt mặt trăng cho thấy biển Bazan, một loại đá núi lửa sần sùi, sẫm màu, đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian 500 triệu năm. Các khu vực màu đỏ cho thấy các trầm tích mới của sản phẩm phụ của núi lửa. Điều này trùng khớp với thuyết hình thành mặt trăng đang phổ biến hiện nay, đó là một tiểu hành tinh bằng kích cỡ sao Hỏa lao vào trái đất, thay đổi nó mãi mãi và một phần mảnh vỡ đã tách ra và tạo thành mặt trăng. Đó cũng là lý do mặt trăng có nhiều thành phần giống với trái đất và rất có khả năng hình thành sự sống tương tự trái đất. Nhóm nghiên cứu gọi mốc 4 tỷ năm đó là cửa sổ sự sống đầu tiên của mặt trăng. Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì cuộc sống nguyên sơ đó quá ngắn ngủi. Cửa sổ sự sống thứ hai nằm khoảng 3,5 tỷ năm về trước, gần như song song với lúc sự sống đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Cùng lúc mặt trăng rơi vào giai đoạn hoạt động mạnh của núi lửa, giúp nó có nhiệt độ phù hợp và các vùng nước dạng lỏng, cũng như một bầu khí quyển đủ dày tồn tại trong khoảng 70 triệu năm. Mặc dù bầu khí quyển này cực kỳ dày theo tiêu chuẩn của mặt trăng, nếu so sánh với trái đất thì bầu khí quyển mặt trăng lúc đó vẫn mỏng hơn nhiều so với bầu khí quyển của trái đất. Ở thời điểm dày đặc nhất, bầu khí quyển của mặt trăng sẽ tạo ra áp suất khoảng 1 kilopascal, trong khi ở mực nước biển trên trái đất, chúng ta chịu áp suất khoảng 100 kilopascal. Các nhà khoa học lý giải rằng bầu khí quyển mỏng được tạo ra bởi các loại khí có nguồn gốc từ các dòng chảy dung nham nhấn chìm các khu vực khổng lồ của mặt trăng khoảng 3,5 tỷ năm trước, vào thời điểm mà sự sống đã tồn tại trên trái đất. Khí được tạo ra nhiều đến mức bầu khí quyển mặt trăng dày gấp 1,5 lần bầu khí quyển hiện tại trên sao Hỏa, và nó kéo dài hàng triệu năm. Đó là một bức tranh khác xa với cách chúng ta thường hình dung về mặt trăng như một tảng đá khô, chết trong không gian. Khí được giải phóng chủ yếu là carbon dioxide, nhưng nó cũng bao gồm nước, có nghĩa là một số nước lỏng có thể tạm thời ổn định trên bề mặt mặt trăng.
Vào thời điểm này, mặt trăng đã được khóa chặt chẽ với trái đất, nghĩa là một mặt của mặt trăng luôn luôn hướng về phía hành tinh của chúng ta, và bất kỳ nước lỏng nào sẽ chỉ tồn tại trong khu vực tương đối hẹp và lành tính, giữa mặt nóng của mặt trăng đối diện với mặt trời. Ngay cả trên một hành tinh được khóa chặt chẽ, đủ nhiệt có thể được phân phối bởi các dòng khí quyển để tạo ra nhiệt độ có thể sống được trên bề mặt. Nhưng để điều đó xảy ra, bầu khí quyển sẽ phải dày hơn nhiều so với trên mặt trăng cách đây 3,5 tỷ năm. Có thể nó đã dày hơn vào một thời điểm nào đó trước đó trong lịch sử của mặt trăng. Các tác động của tiểu hành tinh lớn được biết là giải phóng khí, và thực sự đã có một đỉnh giải phóng khí khác, mặc dù một tác động ít phổ biến hơn, khoảng 4 tỷ năm trước, trùng với thời kỳ được gọi là vụ bắn phá nặng muộn. Một bầu khí quyển dày hơn cũng có thể xuất hiện ngay sau khi mặt trăng hình thành. Các nhà nghiên cứu đã tính toán lượng khí bốc lên từ các dung nham chảy ra từ các núi lửa mặt trăng. Họ xác định rằng có đủ lượng khí tích tụ xung quanh mặt trăng để tạo thành bầu khí quyển, và bầu khí quyển này lớn nhanh hơn mức nó có thể thoát ra ngoài không gian. Các nhà sinh vật học vũ trụ nghi ngờ rằng dạng sống lần thứ hai này có thể cùng một nguồn gốc với trái đất, cùng được mang đến bởi một thiên thạch đã mang sự sống lên trái đất. Hiện nay giới khoa học đang thiên về lý thuyết sự sống trái đất bắt nguồn từ vũ trụ. Khả năng thứ hai là một thiên thể nào đó đã mang mầm sống từ chính trái đất gieo rắc lên mặt trăng. Và cho dù sự sống đã được đem tới mặt trăng theo kịch bản nào, trong hai kịch bản trên, sự sống lần thứ hai xuất hiện trên mặt trăng có thể là những vi khuẩn lam, tương tự Cyanobacteria, loài vi khuẩn hóa thạch cổ xưa nhất từng được tìm thấy trên trái đất. Tuy nhiên, thiên nhiên không ưu ái cho mặt trăng. Bầu khí quyển của nó chỉ đủ sức giữ nước ở dạng lỏng trong vài triệu năm. Các điều kiện tự nhiên thay đổi, mặt trăng đã phải trải qua ngày tận thế lần thứ hai. Để rồi khi con người tìm đến, nó chỉ còn là một nơi cằn cỗi và lạnh lẽo. Mặc dù phần lớn bầu khí quyển của mặt trăng đã thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trăng và trôi dạt vào không gian, nhưng có một số khí có thể đã lắng đọng trên thành các miệng núi lửa cổ đại nằm gần các cực của mặt trăng. Nếu thực sự là vậy, các khí dễ bay hơi này có thể bị giữ lại trong các lớp trầm tích băng giá, tạo thành các bể chứa khí và nhiên liệu mà các phi hành gia có thể khai thác nhằm phục vụ cho các sứ mệnh có phi hành gia trong tương lai, khi con người thiết lập căn cứ trên mặt trăng và xa hơn nữa,